Mới mũi hai không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Nó có chị. Bây giờ mình nghĩ sao cảnh bé Lập, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất là xinh, và mình thấy là mình cũng đã kết bạn rồi. Thì có sao đâu thầy. Thôi, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả các khán giả. Em tên là Đào Huy Châu, năm em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em đang làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá, trời quá đất luôn. Sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình đó, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi, và người thì quen hai ba người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Bỏ mấy cái râu ria đó qua một bên đi. Bây giờ là vậy là ủa vậy chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao? Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nói chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn của bạn? Dạ em thì trước cũng có một mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi trẻ cũng ham chơi này nọ kia thì... Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết tuổi rồi. 27 anh. 27, một năm hai năm nữa cũng lấy đi giờ được rồi ha. Rồi. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa sao nó vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu nhà rồi. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, nhưng tuần hai tuần tháng nhậu. Xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Có đúng không anh? Rồi bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Rồi đá bóng luôn hả? Tướng gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Trời ơi nhìn là hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều. Dạ em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên lắm, nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Nãy giờ em biết anh bản tên gì không? Em quên được chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Anh Trung tên hả? Trung á nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào biết lo gia đình hết trơn, dạ, khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lo có người giữ. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc như những màu nó quá sáng gì. Chết. Màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu bạn? Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì thôi. Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ không xăm ở đâu, nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn có gì như ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú? Ủa chị em đâu có nói là em thích chị đâu. Em nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Qua biểu chơi tóc tôi không đẹp chi. Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao không mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó để ba mẹ cho ở ra vô á, thì em sắp tới em mua một căn hộ mới hoặc là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Có tài em năng thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết, hát thì hát dở thôi. Nói chung thì cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi, đúng nghề em đi em. Dạ bài ca xây dựng hát được. Được rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Thôi, thằng gì được rồi. Mà nó nghe nè, dạ? Thấy ông này làm như dơ không sạch ta. Sao dơ sạch vậy? Do anh đèn cái pha mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem lên đây làm chi? Em thì sáng không trần nhưng mà em về tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Thôi cái kia là cái gì vậy? Dạ em chim. Nhưng mà để làm cái gì? Thì tặng bạn gái. À tặng dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp bạn cai quá, cai cũng ngon lắm chứ còn lũng giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn có gì ngon, có con chim.
Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim rồi. Chim có lông hay là chim chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đang làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà anh không để cho chết đâu. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân lắc ghế vậy á. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có bài hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung bình thường mà. Không anh, ví dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ lắm anh. Ừ cũng được. Còn gì này, không? Em không dạ em không thích người ở dơ. Thấy chưa, mình bảo nó ở dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm gì ở dơ. Em không thích người để móng tay dài. Đó, không hỏi nhau rồi. Có không? Cái này ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Có móng thôi. Để một móng dài. Một móng dài thôi khúc hàng. Móng ngón nào anh? Ngón cái, để gãi mình. Vậy phải cắt nó được anh. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? Bây giờ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá chứ đừng thấy gì. Vậy à, ta làm công trình mà. Hỏi nữa hả? Ủa sao mà, cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người người ta hay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Này có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Vậy tự nhiên có hổng rồi, tự nhiên đó cái anh bên đó mắc mới người ta nhuộm tóc anh không thích. Đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích lên chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Dạ, còn đen thì em chắc chắn đen rồi, hết rồi đó. Thích phần đen đó. Thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba với mẹ với chị của em chị. Dạ chào, chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hả, nó hợp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến như thế. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì và có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác. Nếu ba mẹ con rảnh rỗi con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Dạ. À Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. Rồi, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là em họ của anh Trung ạ. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. À. Rồi, mình cũng nghe ý kiến rồi. Người thân ở trơn rồi ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, cảm ơn. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu, lần đầu tiên gặp mặt tặng chim. Cũng lạ. Sao ta? Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình vậy đây. Mình là trả chim lại à? Tự tính lên. Chỉ lấy vợ mà mình. Em có gì hỏi thêm không? Nếu có hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Thì nói chung nhìn em rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là vượt ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, dễ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính ấy, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái bớt nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình ra ngoài mình chơi chán rồi hết nóng mình về. Rồi mọi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh gì không? Anh nói cũng hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất là xinh và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa ta? Thì hết không biết nói gì nữa. Anh em lại như qua bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không thường á, yêu á, hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? Dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Không. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3 Hết thời gian.
hơi giật mình. Rồi bạn nữ hình như là bóng đi tập. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, có con có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nhé. Nào, hãy cùng nhau xem phim để tìm hiểu kỹ hơn. Cảm ơn thầy. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bây giờ thấy thế nào? Run quá anh ơi. Nắm tay nhau cái coi cho hết run đi. Chặt tay bạn gái. Đấy. Rồi, chúc hai bạn sớm báo hỷ cho chúng tôi. Cầm chim anh đi xuống đi. Anh vừa nắm tay vừa giữ chim chứ. Sao gì lo chim không lo tay chứ nhỉ? Một cái điểm nào đó tương đồng, và chắc chắn rằng từ cái điểm tương đồng đó các bạn sẽ thành công trong cái tình yêu của họ. Xin mời em bước lên phía trên này. Quá là duyên dáng không các bạn? Mời em ngồi. Ủa sao em cũng giống màu chị quá vậy? Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Kiều Nhi. Hiện nay em là sinh viên mới tốt nghiệp và em đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Rồi bên đó 23 tuổi đúng không? Để xem bên đây bao nhiêu tuổi. Mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Rồi em. Mời em ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trần Trung Hiếu ạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. 24 tuổi. Bạn quê ở đâu ạ? Em ở Nam Định ạ. Bạn vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào được khoảng hơn 6 tháng ạ. Ủa mới vào 6 tháng à? Dạ. Bạn vào đây làm gì? Em làm IT cho khách sạn. Lý do tại sao bạn chuyển vào Nam? Em muốn đi khỏi miền Bắc. Là sao? Thì không muốn khỏi miền Bắc nữa thì đi vào miền Nam. Em muốn đi xem trên trời miền Nam có gì mới. Thế nhưng mà từ hồi em vào thì em lại muốn ở lại. Vậy sao gia đình này bạn sẽ muốn ở lại nữa nếu bạn tìm được một nửa yêu thương của mình? Hiện tại thì bạn mới vừa tốt nghiệp xong thì bạn có dự định gì cho tương lai của mình chưa? Em chưa có dự định gì hết. Em nghĩ là em sẽ định ở nhà chơi nghỉ ngơi một thời gian đã rồi sau đó mới kiếm việc làm. Nghỉ ngơi bao lâu? Em nghĩ là khoảng 3 tháng tới nửa năm. Thì dạ. Tưởng em nói 5 năm thì chết luôn. Em nè, thời sinh viên em đã từng hẹn hò bao giờ chưa? Nói thiệt với chị là em chưa từng hẹn hò. Một cô bé xinh đẹp duyên dáng như vậy mà chưa từng hẹn hò. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bạn có hẹn hò lần nào chưa? Dạ em thì hẹn hò 2 lần rồi. Có lần nào thành công chưa? Có thành công ạ. Rồi sao giờ đi tìm nữa? Bởi vì sau khi ra trường thì cô ấy về quê, cô ấy làm, thì em thì ở lại Hà Nội, thế sau đó tình yêu khoảng cách nhưng mình không đến được nhau. Và bây giờ bạn muốn tìm người yêu là khoảng cách nó gần hơn đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn cảm nhận về bạn như thế nào? Em hiền quá. Hiền quá. Bạn có thấy bạn đẹp trai không? Có anh ạ. Có. Phải không? Đừng có tự tin quá nha. Hiền đẹp trai nha. Chị hỏi em nè, tại sao mà em chưa có bạn trai? Em nghĩ là việc học là việc quan trọng đúng nhất. Đúng rồi. Nên em chưa nghĩ đến việc đó. Còn bây giờ? Sau khi tốt nghiệp rồi thì em đang muốn tìm kiếm một người nào đó hợp với bản thân mình. Có nghĩa là quan điểm của em là trong cả cái thời đi học cho đến sinh viên là vẫn chưa đủ tuổi để mà cặp kè đúng không? Dạ. Chị rất là ngưỡng mộ em. Vậy thì bây giờ em mong muốn một cái người bạn trai của mình sẽ là người như thế nào? Về ngoại hình thì em nghĩ bạn ấy phải cao to. Dạ. Có cao to không? Có. Trời ơi. Rồi gì nữa nè? Tóc ngắn thôi, đừng quá dài. Tóc ngắn. Dạ. Không có tóc luôn được không? Về tính tình thì em muốn bạn trai của mình là một người như thế nào? Phải rộng lượng, biết tha thứ. Có không bạn? Có nghĩa ích kỷ, hẹp hòi, xấu bụng là không được. Bạn trai nó quá đơn giản, cái chuyện dễ tha thứ đúng không? Dạ. Tôi xin hỏi bạn, ngoài cái việc bạn làm IT ra, bạn còn có một cái tài lẻ nào là? Dạ, tài lẻ nấu cơm quét nhà anh ạ. Cái này đâu phải là cái tài đâu, đây là nhiệm vụ của người đàn ông. Không, em thấy nhiều ông người đàn ông mà không biết nấu cơm đâu, nhưng em biết nấu ạ. Tại sao người đàn ông biết cơm? Đó là xưa rồi, đàn ông hiện đại phải biết nấu cơm. Bởi vì vợ cũng đi làm, người ta về không có vợ, mình phải tự nấu, có khi phục vụ lại cho vợ nữa. Bạn đồng ý kiến này không? Dạ có, đấy điều này đương nhiên ạ. Em này, thế em muốn cái người bạn trai của mình là lớn hơn mình khoảng bao nhiêu tuổi? Em thích là lớn em khoảng 4-5 tuổi. Tại sao? Dạ thì người lớn thì người ta chín chắn hơn mình, người ta có thể chiều chuộng mình hơn. Và bạn đã nghe bạn gái nói về cái tiêu chuẩn của bạn, bây giờ bạn thích cái tiêu chuẩn gì nhất của ở người phụ nữ? Cô ấy thì có trí thức. Với ngoại hình dễ thương một chút thì càng tốt ạ. Dễ thương
Rồi còn gì nữa không? Cô ấy cũng phải cao trên 1m56. Em ơi, bây giờ mình hỏi những cái điểm thích thì nó bình thường rồi. Bây giờ những cái điểm nào mà em không thích thì người bạn trai của mình? Dạ, em không thích bạn trai mình biết hút thuốc. Có không không? Không ạ. Không rồi. Không biết nhậu thì càng tốt. Có nghĩa là nhậu chút đỉnh vẫn được. Dạ, em một chén là gục luôn ạ. Sở thích của bạn như vậy rồi, nhưng mà mẹ bạn có dặn dò trước khi lấy vợ là bạn cần cái tiêu chuẩn nào theo mẹ của bạn không? À dạ có. Mẹ bạn dặn mẹ thế nào? Mẹ bảo là mẹ em phải tuyển con dâu ở mông to. Cái gì đó? Mông to ạ. Tuyển con dâu mông to. Chị vậy, chị vậy. Cái này chỉ cắt tường đạt tiêu chuẩn. Dạ. Cái gì rồi đá qua tôi nữa. Lý do tại sao dạ, như vậy? Dạ mẹ em bảo con gái mông to hay dễ đẻ. Mẹ không vừa vừa cũng đẻ được. Nếu một người yêu của bạn mà bạn yêu rất yêu, rất là xinh đẹp, nhưng mà mông không to hay sao? Một khi đã yêu rồi em chấp nhận được hết. Thế bây giờ em có cái gì to không mà em đòi không to? Bây giờ chị qua chị xem nhá. Bên đây là không có to gì hết đấy. Có các tường không to thôi. Xinh thế nhỉ? Cười cái coi. Chị không to, em về em nói với mẹ là nếu mà bây giờ cái cô kế bên không được thì có chị cắt tường. Được không? Không, em phải không có nhu cầu với người hơn tuổi ạ. Trời sao tôi nhục dữ. Từ chối các tường luôn. Sao tôi quê dữ vậy? Hỏi anh gì Linh. Măng nhục không? Em thuộc về anh nên người Linh. Em sẽ trở về bên anh nha. Để em làm xong cái vụ mai mối này đã căng thẳng quá. Chị nghĩ em chắc lọt vô top 10 đó. Rồi để anh xem mặt giùm em ha. Thế nào? Sao? Giữ chưa? Bé đi ngụt ra. Nhưng mà hỏi nè, mẹ bạn có dặn là tiêu chuẩn gì không? Dạ, mẹ em không chọn gì hết. Mẹ em không dặn gì hết. Bên kia có dặn, mà em có đáp ứng nhu cầu bên kia không? Em nghĩ là chắc được. Cảm ơn bạn. Nhưng bạn kia nói là chắc chắn là có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Và bây giờ, thời khắc quan trọng đã đến. Để cho hai bên nhìn nhau xem là có to nhỏ gì đấy vừa ý nhau không. Màn đâu, kéo lên. Mời hai bạn. Chào em. Dạ chào. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Con trai nói trước đi đừng có gãi nữa. Sao ngày anh thấy em tiêu chuẩn có vẻ hơi lạ lạ trước em nhỉ? Dạ là sao anh? Là chẳng hạn như anh thấy sau mấy năm em học em chưa có một mảnh tình vất vai. Tại vì em học trường nhân văn nên trường nhân văn là toàn con gái không mà ít con trai lắm. Lại gãi nữa. Anh thì rất sợ một thứ. Yeah. Không biết là mình em có chấp nhận được không? Anh sợ cái gì anh? Anh sợ mất độ cao. Ở đây xuống đây là có cao không em? Ở đây nhảy xuống đây được không? Được chứ đến nổi. Có gì đáp ứng nhu cầu của mẹ bạn không? Bạn có thể đứng lên một giây nào đó. Gì tự sợ? Quá chuẩn anh á. Quá chuẩn. Rồi ngồi xuống nói tiếp. Hết hồn. Bạn ấy nói quá chuẩn, tiếp tục đi các bạn. Em quan niệm như nào về tình yêu em nhỉ? Dạ em nghĩ là tình yêu phải biết tin tưởng nhau. Cái này thì anh sẽ làm được. Dạ. Thôi hết giờ rồi. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay vào phía sau thành ghế của mình. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau. Và các bạn không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Và bây giờ trời ơi. Từ nôn nóng quá em. Từ làm dữ vậy. Rung nào nói chuyện thì không nói mà làm quá. Và bây giờ thời khắc quan trọng bắt đầu. Một hai ba. Nói thật chứ hình như bạn trai á gấp rút quá, hối hả quá. Bạn sợ mất bạn nữ đúng không? Có không? Có anh ạ. Có. Bạn thấy gì ở đôi mắt bạn gái? Khó nói quá anh ạ.
Còn em, tại sao em lại quyết định là hẹn hò với bạn trai kế bên? Em nghĩ là anh ấy rất dễ thương. Rất là dễ thương, chị cũng thấy dễ thương mà chị bị từ chối rồi. Chị dừng lại cho em đó. Và bây giờ thì hai bạn hãy nắm tay nhau. Đây là cái quyết định của em. Con có chuẩn bị một bài hát để con tặng cho bạn. Nhưng mà con hát dở mọi người hãy bảo nhé. Đúng rồi, em là hát gì mà con hát dở. Muốn với anh như thế bé lại, chỉ một cái giây tim lỡ sợ em rơi vào trong mơ mà người biết không. Nếu đã lỡ em xin anh thấy là đến lúc khi em mất nhà lâu nay em chẳng yêu ai như thế này. Sống một mực vào tay em, phát ánh đèn và tình yêu lên sao, càng soi em lại càng yêu em. Nói thầm lòng người cho em, nếu biết rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng càng vui đâu. Long Hà, mổ bánh xèo, là mổ né không? À, cậu, cái này thì cậu em cũng có một cái cửa hàng cũng bán đồ giống như ăn luôn á. À, cho nên là em cũng hiểu được là phần nào về cái công việc đó. À, có, em có một người cậu khác ở cửa bán, mở thị xây dựng ạ. Cho nên là cũng tin vào là đưa hình đảm hợp. Chúng tôi không biết được, nó bố tài của ta. Đâu được, quay xem về được thương thì sao, đúng không? Mà ba cậu được đi của bạn được lớn hơn thôi. Được không? Con thấy đây phải được nửa năm tiếp nữa. Không có. Dạ, không biết. Chúng ta trả lời cũng có ha. Rồi, về để ngồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này cũng bị lên bát. Dạ, để ông xem cái bác xem quả đấy, cần thấy nước nó nè. Bao sàn rồi đó. Bao sàn rồi, không bác yếu nữa, mà nói một cái cài. Bằng lại cho bác cái nào luôn. Đây là Alpacilin, là các phần đến từ châu Âu, cùng hồi phục nó đến 72 giờ. Xin được gửi tặng hai bạn. Rồi, đi cả cái đấy, một hồi. Rồi, chúng ta cũng đây. Cảm ơn các bạn. Để nữa là rất thương. Và chúng ta hãy yêu như chưa yêu lần nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquaseline làm cửa mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc tập đoàn mỹ phẩm Tinh Gia đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cô này cô đấy, cái nhà anh chị ở cách ngân hàng phải 60 số, thì là cô cứ đi đạp xe vì ở trên đường Sơn La dốc mà, thì là cô được đẹp như này, cứ công người đạp xe là cứ trả thì cô về, khi chưa về đúng không, thì khả năng là sẽ đi lại nhiều, phải không? Đấy, thì đứa thứ hai thì đấy, con dâu kia nó sinh năm 1 tháng 1 năm Sơn La, nhưng mà cô chú là cưới xong là được ở với nhau liền luôn, không có phải đi di chuyển ở đâu xa đó. Tức là mình cho điểm thời gian ở nhau luôn. Ở trên chiếc chợ này còn 10 ngày thôi. À, vậy là được 10 ngày thôi. Khi mà về quê làm có thể xong mình lên trở lại cái nào, ngân hàng người ta đã công đoàn chuẩn bị cho mình cái phòng là khoảng 10m2. 10m2 thì coi là mà họ cung cấp cho mình một cái giường đơn ấy. Thế sau đó bắt đầu tôi mới để xin công đoàn là cho tôi mượn một cái ghế băng. Mình bắt đầu cái băng ấy, không biết trong này gọi ghế gì. Cũng như mình ghép vào cái giường là cái dài đó, ở cái dài đó, ghép vào thì mình tạo cái giường thôi. Đấy, giường ghế, giường các bạn cũng ngủ như ghế, cô nằm trên giường. Nằm trên cả luôn, cái mặt ghế, mặt giường nó bằng nhau. À, bằng nhau, nó lay bằng nhau đấy. Bằng nhau đấy, thì nhiều khi đi ghế nó thấp hơn chút xíu. Ờ, đi vào cái giường đúng rồi, trước khi ghế, trước kia thì nghiên cứu trước. À, chú nghiên cứu kỹ lắm. Chú nghiên cứu kỹ dữ lắm. Không sao, mình cái ghế đây là cái giường là được. Lúc nào làm ghế, lúc nào lên giường lên. Thế đây một cái đoạn tiếp tục thì coi là đến tháng 6 thì cái thằng em thứ năm thì mình sốt nghiệm tra thì thứ năm là nó học cái thứ bài nó lại không nào cũng bỏ. Thế rồi là tôi với bạn đi vợ là về tình hình em như thế thì có khi mình phải đưa đến đây nuôi nó tại trường học trời đưa trai lực. Lý do là sao tôi lại xúc động như thế điều đó? Tức là trước khi làm cái này sợ là vợ đuổi. Đấy, mình nói vợ là vợ đuổi luôn, cũng bị xúc động. Xúc động. Tại vì lúc đó khó khăn muốn được thêm em lên, rồi ở đâu? Nếu mà vợ không đồng ý thì chú cũng làm phải chịu thôi đúng không? Thế giờ là tiếp tục là khi có cái giường ấy thì cái thằng em nó lên tới 11 tuổi thì làm gì có chỗ nào ngủ thì một ba ngày ngủ chung thôi. Đấy, thế mà vợ chồng mới cưới mà như thế này cũng có cái khó khăn đúng không? Thế giờ là vợ chồng muốn gặp nhau thì chờ đấy học thôi đúng không? Thế thì nói chung là nó khó khăn như thế, nhưng mà thực ra thì cái việc đó thì nó bình thường hơn, mình vượt qua được tất cả. Nhưng mà bạn cô những cái lúc đó cô có nghĩ gì không? Không, cô cũng là cô vô tư lắm, vì thương chú á. Nên là khi mà chú đặt đề là cô đồng ý ngay, mà thực sự là khổ cực kỳ luôn. Nhưng mà cô không hề nghĩ là mình là khổ như thế, ăn cũng đủ ăn, mọi thứ cái gì khổ, nhưng mà cô cứ vui và đồng ý ngay chú và em lên thì chú nghĩ như thế nào. Chúng ta đang một đồn á. Chỉ có cô với em vô nhà. Giờ tiền đâu lo, giờ hai chồng chưa đủ nữa. Đấy. Lo chứ em nữa. Thế là mình về đơn vị thì mình là cán bộ sư đoàn, mình hay đi các đoàn công tác. Thế mình biết cắt cơm ở trên sư đoàn đấy.
Thế báo quản lý là tôi đi là lấy công tác ở trung đoàn là 10 ngày, công tác thương tôi. Thế là tăng tem phiếu được tiêu chuẩn 10 người để mới đó. Thì xuống dưới kia thì được tiếp đón mình rồi, mình lấy một sư đoàn xuống trung đoàn thì được tiếp vào nhà khách, không được phục vụ đàng hoàng. Thì tiêu chuẩn của mình kiểu trên này cũng còn. Thì khi mà đơn vị xin ra tranh thủ tăng mỡ thì mình lại lên quản lý của ông thầy cán tôi cái vừa rồi. Phiếu tài ờ, tem phiếu tem rồi gạo bao nhiêu, thịt bao nhiêu, mỡ bao nhiêu, sữa rồi mình được gì đấy, mình sĩ quan nó phải có tiêu chuẩn mà. Thế là mang ra thì hồi đó thì mỡ ít lắm, có cái mỡ kiều ấy để biết từ linh đến cậu ai biết cái mỡ mà khi mình chiên lên nó bốc khói này nó vui lắm, mà cái đấy nhập ở ngoài đấy trong bộ đội đó biết cái đó ít hơn nhiều ở mấy đâu nó để ăn hay không, tức là mỡ kiều cho đấy nó hồi xong được vui, mà khi mà người ta bảo là khi mà chiên ra nó tan rồi thì mình cho nó đã rồi nó bốc mùi lên hết mùi thì nó bớt thôi thì hết sao được, nhưng mà bộ đội phải ăn thôi chứ làm sao mà ấy được, làm sao mà khổ được cái hồi đường chiến tranh phía Bắc thì bao giờ khổ cực kỳ luôn đấy, cho nên là lớn mặn lấy về rồi cho vợ nuôi em, thế khoảng một năm sau là một đứa nữa đi bộ đội, đi bộ đội nó ra quân thì nó không có việc làm là áo trung luôn, thế mà nó lại bỏ những cái chuyện này anh ơi em về về em chẳng biết làm gì thì cho em đi đấy, thế cùng lại bán vợ bỏ rồi. Đó, cô có đồng cảm, cô cũng khóc chung với chú kia bằng không? Không, cô nói chung là cô vẫn rất là thương chú, nhưng mà cô cũng gánh vác mọi việc. Từ cái nhỏ đến cái lớn là cô lo hết, nhưng mà chú là cô thì lại cũng nghĩ là cô là lo cho cô là quá sức đó. Đó, cô có sao biết, nghĩa là lo được cho các em thôi. Cũng là như thế, 30 năm các em ở với cô là vui vẻ, không có vấn đề gì. Vậy hai đứa lần có đủ ăn không chú? Thì vợ thì được 13 cân, còn mình thì được đơn vị cho được cái nào thì mang ra thì phải mua sắn mua khoai ăn thêm vào thôi chứ làm sao? Cô nhận nhìn cô nhìn nó nhiều cho hai em, chẳng phải có ăn cơm thì phải mua say đấy về rồi lẫn với cơm mà nấu ăn thì làm sao một đạo đủ được, rồi sáng ra người dân tộc sơn la hay đi bán sắn thì bán trên đường ấy mua về luộc để ăn thêm vào chẳng hạn đấy, thế thì mình mới thấy đấy là nó có quan hệ đấy thì mình mới nói từ kiểu tôi có bạn kiểu khi em xin ra quân xin từ ngày thì bây giờ vợ nhà mình chịu không nổi với cái sự khó khăn của cô nuôi hai đứa em không nuôi được, thế tôi quyết định từ ngày thế em bảo là em mà suy nghĩ kỹ nhá, mày cần phát triển tốt thì mày ở lại đơn vị đi để phát triển, thằng khó khăn sẽ vợ vượt qua, mọi người hỗ trợ. Nhưng cuối cùng cái tình huống của mọi người quyết định chuyện này, quyết định chuyện này về sở thông Sơn La. Chú làm gì? Thì mình cũng phải kỹ thuật cho mình ra chuyện về sở thông Sơn La đi, thì đi sửa đường rồi trước hết đường thì các thứ ở tỉnh Sơn La rồi, nhưng mà đường hỏi không phải nào. Sẽ còn đâu không? Chú có hai đứa con không? À, lúc ấy thì mới có một đứa. Một đứa thì hai đứa em. Đúng rồi. Phải mình cô phải lo cho cả ba người, có thiếu không cô? Nói chung là thiếu thứ ba đầu nọ và đầu kia chứ. Ngày xưa cô ở ngân hàng thì nói chung là mọi thứ nó cũng đã hơn. Thế nhưng mà ngân hàng mà anh em theo cho họ họ thương á, họ thấy vậy thì người họ chút ít kia, nhưng mà so với cuộc sống đó thì mình cực kỳ khổ so với những đồng nghiệp của mình, khổ so với những cái tầm đó, hay là hai vợ chồng thì nó cũng đâu khổ như thế, nhưng mà vì thế các em thì là cuộc sống khổ vô cùng luôn. Những lúc khổ đó cô có suy nghĩ gì không? Không, cô nói chung là cô nghĩ làm sao cái thời kỳ thì mình để vô tư như thế, mình cứ vui vẻ như là gì cháu thì hết rồi, là về thì anh chị thì đánh nước với nhau còn hát nữa luôn đấy, về với chị thì nói ngày rồi đấy là chẳng có biết gì mà làm khổ, nó không cho mình là khổ mà cứ nghĩ mình là sướng. Còn như đấy, là cái tình yêu của chú quá lớn đấy, tình yêu của chú quá lớn tại vì cô là cô coi như là không có nghĩ gì mình là khổ cả, nhưng mà cũng may là các em cũng phụ giúp được cho cô trong em bé nữa rồi cũng ngoan ngoãn, cho nên là cô mới có nhiều cái niềm vui ở trong nhà như vậy. Đúng rồi, nói chung là các em bên người chúng thì cũng xuất phát từ gia đình nghèo và thuần nông á, nên các em nó ngoan, không có thì là bước mình ra nên là mình cũng thấy cảm thấy vui. Lúc đó có gửi tiền về ba mẹ thì kia là ba mẹ mấy đứa em nhà cũng biết không, ở nhà thì tự lo, nhà tự ở trên này mình lo được, trên này được hai đứa em với gia đình quá tốt rồi. Hai đứa em nói sao là chú Thoa đi học gì có thằng đạt chưa? Nó không được học,
nó học thứ ba xong rồi nó chuyển sang kinh doanh. Chẳng gì mà kinh doanh thì nó đang làm cái nghề vận tải xe khách, là hai người đủ. Một cứ một đứa đi làm chủ chủ gì chứ, cứ là công ty xe khách ấy. Rồi mấy đứa nữa là nó đi làm theo ở trong Malaysia, nó bỏ tiền Malaysia đi. Chẳng hạn có mình làm ông chủ thì mình phát triển tuyến Hà Nội Vinh này, tuyến Hà Nội Hải Phòng, tuyến Hải Phòng rồi đúng rồi. Mà người ta nói thông tin, người ta nói là sau khi thủy điện Sơn La làm xong thì được bớt một thứ nữa, thế mình cũng hoảng. Thế rồi trong ngày có một anh rẻ đồng nào phải gọi đồng nào đấy, cứ còn lấy chị gái của này ở trong Thủ Đức này, thế mình đi điện vào bảo anh nói đùa thôi, anh em thì nhìn ngoài bớt dữ quá, em khả năng em muốn vào trong đó, thì anh thích được không? Thì ông bảo mày có nghề gì không? Thì lúc đi anh em đồng nào mình đã gặp nhau bao giờ đâu? Không hỏi mày có nghề gì không, cũng không em học nghề giao thông, nghề kỹ thuật cầu đường, được vậy thì bạn thế là trong một tuần là hai vợ chồng bạn đang trong một tuần là bán hàng, về nói thật phào với bạn một là có người tôi khả năng tôi đi Sài Gòn đấy, Sài Gòn lúc đấy, có ai mua nhà tôi bán được, thế là mọi người cũng của mình cũng giỡn như đùa như những cái chuyện đấy, còn nói thật đấy, thế là có một tay cái tân tuyển này hắn bỏ rồi không thật đâu, một thật như vậy. Để ra xem không có. Thế một tuần là bán nhà là đi luôn. Đầu tiên thì vào thành phố được á. Đúng mà anh vào Thủ Đức mà. Thì mình ra Thủ Đức. Thế ông anh bảo là vào cũng được. Nhưng mà mày, việc của mày xếp được. Còn việc của vợ mày không xếp được. Thế cùng rồi. Đúng rồi, làm việc ở với Bảo Lộc. Cũng quen trên đó. Một tao quen trên đó có người nhận rồi. Giờ chúng mày vào đấy thì cả hai vợ chồng mày làm việc công ty của anh rồi. Nhưng vợ mày làm việc trên đó. Thì đồng ý luôn. Còn lấy mấy người con rồi? Mới được có một thằng đầu. Mới một thằng đầu. Có cả em không đẻ không chú? Không, nó lại đừng rẽ sang cái nghề xe khách ấy. Dạ, là lúc đó đẻ luôn. Một đẻ luôn. Khi mà nó khi mở Sơn La, cô chú chuyển mà trong lúc đầu là nó đỗ bài mà kia luôn. Đúng bạn rồi. Lúc đó là đã đủ cách rồi. Đó, thì bay được rồi. Rồi chuyển vào Sơn La với một người con thôi. Và đó ổn định cô chú. Vào lâm đồng á. Và lâm đồng và bảo lộc ấy thì mình thì là nghề kỹ thuật nhưng mà đi làm các thủy điện thủy lợi Đắk Nông rồi Đắk Lắk Gia Lai này như Nhi Ly này em đi suốt vài tháng tôi về thăm vợ là con ở nhà được hai con cô thế làm gì trong đó cô làm kế toán cho cô lại xin được làm kế toán cho công ty cà phê ở trên Đà Lạt lâm đồng á tại trên bảo lộc lâm đồng thì cũng đỡ ha đỡ. Nhưng mà chú đi ngoài về buồn cô nói chung là cô buồn và nhiều người sẽ nói chứ ui giời ơi nó vậy thì sẽ có bò ở đó. Thế nhưng mà thực sự trong bụng mình thì mình cũng không tin được chồng nhưng mà mình cũng hơi lo thì cứ nói là để anh nghĩ đi bây giờ là mẹ bố rồi là mẹ và vợ con chứ một bên là cảm vậy thì anh thế này kia thì anh bảo là cứ yên tâm anh sẽ không bao giờ anh làm việc còn đâu. Thế nên là cứ ở nhà nuôi con rồi đi làm thôi không có vấn đề đấy vô tư. Thôi chú sinh thêm một đứa nó nuôi mà có một đứa. Thì đến để tiếp tục. Đúng là đến năm 98 thằng kia để đẻ tháng 1 năm 88 không? Đến tháng 6 năm 98 10 năm. Đấy, 10 năm cứ 10 năm mới được thứ hai. Rồi vì sao? Rồi vì khi vào trong bộ lọc ấy, năm 94 vào trong bộ lọc thì cũng có bộ 2-3 lần nữa nhưng chỉ được 2 tháng thôi. Đấy. Đấy nên là cũng tội đấy. Nói đến mình thì cũng đang khóc một cố gắng được kỳ kỳ. Tức là khi mà bị ba lần hư thai thì mình lại báo cáo với đơn vị là bây giờ tôi tình vợ ơi giờ bây giờ hư thai liên tục thế bây giờ tôi xin nghỉ không lương một năm lúc có mình từ ngày nào mà thì xin nghỉ không lương một năm thì có sáng 7 giờ chở vợ đi làm trưa 11 giờ đánh xe ra chở vợ về rồi chiều là 1 giờ chở vợ đi rồi tối lại 5 giờ là chở vợ về đúng một năm chở đưa đón vợ cái đấy đúng rồi chăm sóc vợ đúng rồi. Cái lúc mình làm gì để sống? Thì lúc đó là có lương nhỉ? Không có lương chứ. Lương của cô thôi. Lương của cô thôi. Cuộc sống lúc đó còn đang vất vả. Là cứ khó thế nào giải quyết. Nói chung là cô rất là
thoải mái với cuộc sống của cô luôn, mặc dù rất khó khăn và vất vả. Nhưng mà cô rất là vui bởi vì cô được đồng hành cùng với chú nè, rồi cô tận hưởng cái tình yêu của chú dành cho cô và cô rất là happy vì điều đó. Bởi vì và đây là một cái điều mà cô cảm thấy rất là hay luôn. Bởi vì đôi khi tình yêu rất là quan trọng, giúp được làm quên tất cả những muộn phiền trong cuộc sống. Tình yêu nó giúp cho quên tất cả mọi cái nỗi buồn luôn á, và khó khăn vất vả không nghĩ có tình yêu là được, đúng không cô chú? Rồi cô chú có làm ăn gì thêm không hay là chỉ có làm kế toán nữa? Để tiếp tục. Khi làm ăn vợ cũng đi cà phê thì mình lúc nó lương bổng ít lắm, để làm cái đơn vị đi cũng xuất nhập khẩu cà phê mà, nên là đơn vị mới nói là thành lập các tổ thu mua cà phê đấy, cho đi ứng tiền ra qua đi mua, sau đó là bán cho công ty giá trị lệch, thì mỗi cân ra được 200-300 thì theo từng ngày giá cà phê nó tụt sụt luôn lắm, có hôm được cao nhất là 800 để trị lệch nếu chúng có thu nhập. Thế thì bây giờ đó là làm 2-3 năm rồi thấy ngon quá, có tiền thì cuối cùng ngại không đi làm nữa, thì đi kết nối một số đại lý để ứng tiền người ta. Đấy, ứng tiền người ta sau đó nó nhập vào kê thì nó làm 2-3 năm rất là ngon lành, rất là uy tín. Năm thứ tư cái đầu rồi nó tuyên bố vỡ nợ. Thế gọi là vợ chồng mất giật nợ, mất một số tiền rất là lớn. Đấy. Sáng bây giờ là cô suy sụp. Lúc đầu là suy sụp. Giai đoạn mà cô buồn nhất. Hai giai đoạn buồn nhưng cái này là giai đoạn nhất. Sau đó là Huy Đậu, Bắc Nam, anh em về công ty nói là bây giờ nếu mà không trả lời cà phê công ty thì sẽ nghỉ việc. Nghỉ việc rồi nó vẫn phải trả tiền. Đấy nên là cũng với là tiền. Toàn bộ qua là Huy Đậu tổng lực, nội ngoại, Bắc Nam. Để ông thầy gửi tiền, có bạn. Thế đầu là hoàn công ty. Một rất may lúc ấy là cà phê lúc đó có 5.000 cân. Nhưng nó bây giờ nó có mấy chục nghìn cân giờ thì chắc là nguy hiểm. Rồi lúc đó sao? Bắt đầu là áp lực rồi. Lúc đó là áp lực mà cô phát ăn ngủ. Đi xe máy thì không có, mà đi xe phúc vẫn vô vai đi. Đi đổ xăng xong thì vẫn có phải đi nạp xăng để hết. Về nhà thì làm cái gì quên. Thế nhưng mà nói chung là vẫn cố gắng mà để mà lo mọi việc. Nói chung là lúc đó là cô có tưởng như cô bị điên rồi. Thế nhưng mà cô vẫn cố gắng để là chú được hay là chú động viên. Chú để cái nước khó khăn chú động viên. Rồi làm hết việc nọ rồi kia. Rồi sau đấy khi là nó ổn định lại thì nó lại cao đất. Nên là cô yên tâm hơn, sau dần dần rồi bán đất đi thì trả nợ thì nó là biết cho anh em thì cũng không nói là thu thiệt thì nó cũng đỡ hơn. Tức là công ty nó vượt dậy, nó trả đất cũng đỡ. Đấy. Nó vượt dậy, nó trả giấy mà. Đấy, đây nó trả đất. Vậy là cũng may. Đấy. À, lại vượt qua một lần nữa. Lại vượt qua một lần nữa. Trời ơi, rồi bao nhiêu dòng ổn định không? Nói chung là cô thì đến bây giờ thì là nói chung là ổn định. Không, hệ thống nó phải có thứ tự, tức là sau cái sự cố đấy thì tiếp tục làm ăn, sau khi mà mình huy động tổng lực để lấy tiền mua để trả rồi đi rồi thì lại tiếp tục làm ăn. Làm ăn ta trả đất, rồi bán rồi lấy tiền trả cho anh em, mình vay tổng lực. Sau đó bắt đầu khi mà có dư được tiền thì mình lại thấy là làm ăn buôn bán rất kiếm được. Tiếp tục. Tôi mới nghĩ thì bộ bây giờ chắc là mình phải làm ăn thôi, chứ giờ là cứ giờ đầu lương mua thua. Thế tôi mới đi mua miếng đất được 200 triệu mà thế, xong rồi tôi lời 5-70 triệu tôi lại bán đi. Xong tôi lại đi mua chỗ khác được 300 triệu, tôi lời được 150 triệu tôi lại bán. Thế cũng thế, thì trong hoạt động trong cái nhỏ lẻ vớ vẩn thôi. Thế thì cũng kiếm được ít. Thế thì cũng thế, thì có nghĩa là giờ xuống đỡ hơn. Khá là rồi, đúng rồi. Về sau cái gì chuyển đến Sài Gòn, nó ngoài mua bán đất đi. Đang lên mà. Nó đồng thì cái bây giờ thì nguy hiểm rồi. Trước đây được một số tháng rất là ngon, nhưng là nguy hiểm rồi. Ai cũng biết là nguy hiểm rồi. Thế là tại sao ở Bảo Lộc lại xuống Sài Gòn? Đấy. Thì bây giờ hai đứa con trai để mà học được cái này. Mà bây giờ Bảo Lộc thì được công ty xí nghiệp với các thứ thì đâu có nhiều đâu. Xin việc rất khó khăn. Đấy thì nhớ nhất. Thế đó thứ hai là dưới này là có hai vợ chị vợ. Đấy. Ở Linh Sơn Thủ Đức này. Đấy là cái lục thứ hai. Còn lục thứ ba nữa là gì? Khi bệnh tật ốm đau thì Bảo Lộc thì chán đời lắm. Tức là mình nói thế là hơi quá, nhưng có nghĩa là cái nghiệp vụ của người bác sĩ là nó thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân thì tay nghề sẽ cao. Còn bây giờ mà cứ lù có bệnh thì nó khó, vì là nhiều khi thì rút kinh nghiệm ABC như thế này. Thế bây giờ cái việc các bệnh tiến triển là hầu như Bảo Lộc phải chuẩn bị. Đấy, nhưng mình phải xuống đây thôi. Và chuyển vô năm đây là mấy năm? 2017. Đấy. Rồi mình có một nhà riêng là kia thật. Đúng rồi. Thì bán trên kia đi được thì về đây mua cái
cái nhà này là một 2,5 tấn ồ, còn nói chung là ổn định, nói chung là ổn định. Nhà cháu nội là được mấy đứa rồi? Cháu nội được 2 đứa. Nhà tôi cũng là 4 thế hệ và mẹ tôi 92 tuổi. Tôi là vợ chồng tôi này, vợ chồng con tôi này, cháu, cháu này. Thế còn cái đứa thứ hai sinh năm 98 thì vợ. Như vậy là tứ đại dòng đường ra. Đúng rồi. Là một cháu nội mà nó lấy vợ sinh con thêm thế hệ nữa. Đúng rồi. Là ngũ đại dòng đường luôn. Ôi nhưng mà thực ra là cũng thiếu có. Nhưng mà nếu mà nói về truyền thống thì là tốt. Người hiện đại thì là họ. Đúng không? Bây giờ ta kính trẻ, bây giờ nó chấp nhận ở bố mẹ là không đơn giản. Hoặc là bố mẹ chấp nhận con ở với bố mẹ cũng không đơn giản. Vì thế hệ trên đôi khi phải nhường nhịn thế hệ dưới. Thế hệ dưới phải nhường nhịn thế hệ trên mới sống được. Cho nên là tôi nhiều khi tôi với vợ tôi mình phải rất tự hào. Vì cái chuyện đó là mẹ mình. Và mẹ tôi ở với tôi mà. Nhưng mà mới ra bắt chưa được. Năm nay 92 tuổi. Bà tôi mà bà vui vẻ, cháu dâu thì ngoan hiền, đúng không? Con dâu thì tuyệt vời, như thế. Cho nên bà cũng thích ở. Vì ngoài kia bốn đứa con trai, ngoài thì vui vinh, bà cũng ở, bà thích ở với mình. Vì có lý do nhất định, đúng không? Bà em bọc với con dâu, được bọc với cháu dâu này. Rồi điều kiện sinh hoạt ABC là mình chăm sóc cụ được tốt. Trong quá trình vừa hơn gần 40 năm đó, cô chú hay cãi vã nhiều, nhiều cô chú. À, và cái chuyện đấy đó. Tôi nói với chủ Linh Ngọc Lan này, 37 năm lấy nhau, chúng tôi chưa mày tao với nhau một câu nào. Hay quá nhỉ. Nhiều như mày thế này, cô thế kia hay là nói kia là chưa tranh luận to tiếng thì có. Để đi đến thứ nhất thì có, để chửi nhau, mày tao đi tới là chưa có cái chuyện xảy ra. Mà nhiều nhau hay sao chứ? Thì nhiều nhau đấy. Tại được. Vâng, cô là mình ở nhà. Sao mà nhiều được cô nhiều khi? Thực sự là nếu mà nói chúng ta là ngày xưa là cũng đôi khi chú nói vô lý là bởi vì là cô có cãi lại. Thế nhưng mà lâu lâu rồi bây giờ cũng suy nghĩ lại là tính chú như thế, bản chất của chú rất tốt. Nhưng mà tính chú nó tính, nếu mình cứ cãi vãi trong này không thể có vấn đề gì mà là con cái nó lớn là sao rồi. Nên là cô bây giờ cô sẽ chấp nhận là im và thay đổi đi phù hợp cho nó tốt. Để xong là sau khi cơn đấy thì cô góp ý với chú thì chú là người nhận ra và cũng thay đổi dần dần. Đó nên là cuộc sống nó dễ chịu hơn. Tức là kinh nghiệm, tức là chúng ta chấp nhận thay đổi để học với phù hợp với đối phương của mình. Đối phương. Dạ. Cũng hay vậy. Ừ. Bao giờ phụ nữ cũng là người nhường nhịn trước ha. À, vậy ta hay nói là hạnh phúc trong gia đình quan trọng nhất là do người phụ nữ ha. Đúng. Cũng là đúng. Cô nói thì rất đúng. Dạ. Đàn ông mà hay nóng tính cái gì tới đó là cái đó. Nó cứ nóng tới dòng thế đó. Nhưng nếu có người phụ nữ không kềm chế được đó là tất cả đều là vợ hết. Dạ. Cảm ơn những cái tính tình của người phụ nữ đã giúp cho bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Cô ơi, có lẽ là từ ngày mà cô chú ở bắt đầu là gọi là ở gần nhau luôn á thì chú cũng đâu viết thư cho cô đâu đúng không cô? Bữa nay chú viết cho cô một cái lá thư rất là bí mật nè, thì bây giờ con sẽ đọc cho cô nghe nha. Dài quá ha. Hai trang. Gửi em người vợ yêu quý của anh. Đã 38 năm rồi, hôm nay anh mới lại được viết thư cho em. Anh rất vui và hạnh phúc khi được làm điều này. Chúng mình đã về một nhà với nhau 37 năm. Trong 37 năm qua, chúng mình đã có nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhất là những năm anh còn phục vụ trong quân đội. Như anh đã nói với em, khi mình mới quen nhau là đã lấy chồng là bộ đội thì phải chịu thiệt thòi về tình cảm. Lúc đó em nói em chấp nhận anh là lính thì phải chấp nhận những điều đó. Rồi cuộc sống cứ trôi đi, anh và em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, bệnh tật có, làm ăn thất bại có, nhưng chúng ta luôn đồng hành vượt qua để nuôi con cái khôn lớn và trưởng thành. Anh rất cảm ơn em vì sự hy sinh hết lòng cho con cho cháu. Tính anh hay nói to, có nhiều lúc làm cho em không vui và cũng có lúc mắc sai lầm, khuyết điểm, nhưng em luôn là người tha thứ và bỏ qua hết cho anh. Anh và các con các cháu tự hào vì em. Các con các cháu tự hào về mẹ và bà. Anh cảm ơn em đã đến với đời này. Anh thương và yêu em đến hết cuộc đời này. Chồng của em, Nguyễn Văn Dũng. Cô thấy tuyệt vời. Vì vì ở nhà chưa bao giờ có những câu nói mà nó ngọt ngào này. Nhưng hôm nay được thì thực sự là cô cảm động. Và cô cũng cảm ơn rất nhiều đã dành cho cảm động cho con. Cô từ trước đến nay lúc khó khăn rồi lúc vui lúc buồn đều có
đó là thơ thôi. Bây giờ chú nói gì với cô, nói những cảm nhận của mình, nói những điều gì với cô, chú cứ nói với chú. Thực ra thì cũng rất thưa thì nó cũng nói rất nhiều điều rồi, nhưng mà cũng nói với em là bấy năm mình chung sống với nhau thì đến giờ này là khẳng định là ta sẽ còn đồng hành với nhau đến cuối cuộc đời. Đấy, mặc dù trong cuộc sống có vấn đề cái điểm nhỏ với nhau thôi, nhưng mà anh cũng biết điều chỉnh và em cũng biết tha thứ quốc tế, thế chúng ta sẽ bên nhau biết rồi. Cảm ơn em. Tuyệt vời. Và tôi cũng là một người hạnh phúc của phụ nữ để thấy rằng đằng sau đó là cả quá trình chúng ta cùng chăm sóc, cùng yêu mến lẫn nhau để tạo nên giá trị hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú đã đem đến một cái tình cảm để có thể những cái lớp sau họ sẽ nhìn thấy để học hỏi điều đó. Làm sao để hạnh phúc, làm sao để giữ hạnh phúc gia đình, đây một bài học rất là rõ ràng luôn. Cảm ơn cô chú. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với clip của gia đình. Chị chắc hiểu được chưa? Tôi cảm ơn chị có nghe. Và thì mình sẽ có được tất cả từ Tây Bắc và Tây Nguyên. Tây Bắc còn là nhỏ thì bố mẹ phải đi đến các xa và được đi lại. Vì vậy tôi nhận được chúng ta chỉ phải có thể gọi điện về để hỏi thăm mẹ con con thôi. Các mẹ ở nhà thì là mẹ, vừa là bố. Cho nên khi nhỏ tới thời mình có con bữa cơm thì bố mẹ không nói được đâu. Các con ăn đi, bố mẹ no rồi, bố mẹ ăn được rồi, bố mẹ nhìn cái món ngon nhất để cho con ăn. Mà đó, các con đâu hiểu, nó không hiểu không mà mẹ không biết nhất xịt được rồi. Mà cũng có không biết đến bây giờ nhờ sự nỗ lực của bố mẹ, nhờ sự giúp đỡ của bác anh chị bên hội bên ngoài thì gia đình mình cũng đã thoát khỏi cái vất vả. Nhưng mà mẹ cũng đã mẹ bây giờ vẫn thành những người tốt nhất, tốt to. Đối với mẹ thì gia đình, chồng, con, cháu thì là cái quan trọng nhất. Bố thì là thế, nhưng mà luôn là những người quan trọng trong gia đình. Mọi việc không được kể ra khổ gì để từ mẹ nuôi dưỡng các con, chúng ta ở chung bố mẹ. Ở chung bố mẹ thì còn hơi một chút gò bó, nhưng mà sự làm sao bây giờ buổi sáng dậy mẹ dậy sớm nấu cơm hết cho các con, còn bạn ăn cơm xong mới đi làm. Buổi chiều về thì bố mẹ các con, bố mẹ nó về nhà rồi, nhiều hôm một mẹ cũng nấu cơm sẵn luôn, hai vợ chồng con về chỉ được đồ rồi xuống cơm thôi. Thì mình cảm thấy rất không sướng khi mà được ở trong gia đình với bố mẹ. Các con cũng biết là con còn rất nhiều cái sai sót mà chưa vừa ý bố mẹ, thì chúng con chưa cố gắng hết sức là sẽ thay đổi làm sao mà để cho bố mẹ được vui lòng. Gia đình mình bây giờ đã có một con dâu và hai đứa rồi, sắp tới thì cũng có thêm con dâu nữa và có thể nhiều điều đó hơn nữa. Thì con cũng hy vọng là bố mẹ sống mạnh khỏe để sống lâu cùng con cháu, cho giữ tinh thần cho bọn con để mà con vào đó để mọi người để phấn đấu. Chưa đám cưới, không có nhận cưới, không có bà cưới, chỉ có hai con gà mà người ăn hết, đủ ăn luôn. Hôm nay chú có điều gì nói với cô
để đền bù lại những cái thiệt thòi của cô mà. Thì chúng ta đứng lên mình nói chuyện với nhau nè. Thì chúng mình lấy nhau, chúng tôi đám cưới, chúng tôi nhận cưới, không có gì hết. Hôm nay là mình dịp này để mình có cái nhận để cho em thành người cảm ơn. Cảm ơn chú đã dành tình cảm cho cô suốt mấy năm nay. Cảm ơn chú đi dự khuyên về như ngày đầu, nhưng mà bây giờ chú biết thấy nhiều hơn ngày xưa rồi, con là thôi cảm ơn. Rồi, chúc cô chú mà này phúc và đây là món quà của con dâu với cháu nội đây. Ồ, đẹp quá. Cảm ơn sự hy sinh của cô và sự hy sinh của chú nhất là tạo một giá trị hạnh phúc. Và bây giờ nói đúng như là em nói, thời gian chúng ta cũng không còn nhiều như ngày xưa đâu. Mấy chục năm trôi qua rồi, chúng ta còn mấy chục năm nữa cố gắng nửa chặng đường này, chúng ta chăm sóc yêu thương nhau nhiều hơn nữa, bù đắp tất cả những thiệt thòi của cô và chú trong cái thời gian trước ha. Mãi mãi hạnh phúc của chú nhất. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã đến với gia đình chương trình. Cảm ơn chú. 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 Đây là tôi gửi cho cô. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, mọi người dừng ở đây nha. À, chào chú nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn.